Sự thật kinh hoàng về các con số trong phong thủy, chọn biển số xe, số điện thoại cần phải hiểu rõ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo bạn thì những con số đóng vai trò như thế nào đối với cuộc đời của mỗi người? Và vì sao các bậc thầy tử vi nổi tiếng vẫn thường dự đoán về số mệnh chứ không phải bất kỳ điều gì khác? Đó là bởi vì số và mệnh là hai yếu tố gắn liền với nhau và không thể tách rời. Trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi, luôn có sự hiện diện của các con số khác nhau. Và bản thân mỗi con số mang một khái niệm riêng, tác động mạnh mẽ đến vận trình công danh, sự nghiệp. Hiểu rõ về các con số trong phong thủy sẽ giúp bạn đón lành, tránh dữ, hóa giải vận xui và gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Vạn vật sinh ra đều gắn liền với các con số. Mỗi chúng ta sống trong vạn vật cũng đều có các con số gắn với mình. Khi chưa sinh ra, bào thai cũng được tính tới 9 tháng, 10 ngày là một hài nhi. Ra đời rồi lại tiếp tục gắn với ngày sinh, tháng đẻ. Cụ thể lớn lên thì có số chứng minh nhân dân, số nhà, biển số xe và cả số điện thoại. Dường như mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có sự tồn tại của các con số khác nhau. Ý nghĩa của các con số trong phong thủy không chỉ đơn giản để tính toán. Chúng ẩn chứa nguồn năng lượng tiềm tàng có ảnh hưởng trực tiếp và có tác động mạnh mẽ tới mỗi con người và cuộc sống nhân sinh theo các chiều hướng tốt xấu khác nhau. Việc giải mã bí ẩn con số một cách chính xác sẽ giúp bạn kích hoạt vận may, tài lộc, trở nên giàu có, thịnh vượng, an khang. Ngược lại, hiểu sai ý nghĩa của các con số khiến ta phải gặp nhiều điều xui xẻo và tai họa khôn lường. Đó cũng là lý do người xưa khi làm việc trong đại phải xem ngày tháng rồi mới quyết định để tránh rước phải thất bại, xui hỏng, bỏ không. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những ý nghĩa đặc biệt của các con số này. Thứ nhất, số 1, con số khởi nguồn vạn vật. Số 1 là con số đứng đầu dãy số nguyên dương, là con số bắt đầu, con số đầu tiên trong dãy số. Vậy nên, ý nghĩa của số 1 là một con số khởi đầu của vạn vật, là căn bản của tất cả mọi sự tiến hóa. Ý nghĩa của số 1 sẽ mang tới những điều mới mẻ, cởi mở cho những khởi đầu mới. Số 1 có ý nghĩa của sự kiện vững của con người, luôn muốn mình là số 1, trung tâm của vạn vật. Số 1 cũng mang ý nghĩa của sức sống mới, một sinh linh mới sẽ mang tới sự an lành, bình an. Thứ hai, số 2 biểu tượng của sự cân bằng. Số 2 theo nghĩa đen thì ý nghĩa số 2 thường chỉ cặp đôi, hai sự vật tương đồng nhau, song song. Ý nghĩa số 2 theo phong thủy thể hiện tính tuyệt đối, căn bản, mãi mãi, bền lâu. Được coi là con số hạnh phúc, song hỷ, thường phù hợp cho các sự kiện như cưới hỏi, hội hè, sinh nhật. Số 2 còn tượng trưng cho sự cân bằng âm dương kết hợp, tạo thành thái lưu hay là nguồn gốc của vạn vật. Số 3, số thiêng trong phong thủy là con số vững chắc. Phong thủy dùng nhiều lĩnh vực số học trong việc bài trí các đồ vật. Và con số 3 là con số đặc biệt hữu dụng trong việc tăng thêm vẻ vững chắc và sự hài hòa của môi trường. Con số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau. Người xưa thường dùng các trạng thái, hình thể gắn với con số 3 như Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới, Tam Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai, Tam Vô Lậu Học, Giới, Định, Tuệ, Tam Đa, Đa Phúc, Đa Lộc, Đa Thọ, Tam Tài, Thiên, Địa, Nhân. Số 4, con số của sự chết chóc hay sinh sôi. Theo phong thủy số thì số 4 có rất nhiều nghĩa. Theo người cổ xưa thì họ không thích số 4,
bởi số 4 có nghĩa là tử, còn đọc lệch là tứ. Câu số 4 có nghĩa là chết. Tuy nhiên, theo phương pháp luận ngũ hành âm dương thì số 4 mang ý nghĩa đại diện cho sự trung hòa âm dương. Có khắc thì phải có sinh, như vậy mới cân hòa âm dương. Trong dân gian Việt Nam, câu số 4 lại được sử dụng khá nhiều, biểu trưng cho những nhận định. Thứ nhất, về hiện tượng thiên nhiên, số 4 là biểu tượng của tứ phương, Đông, Tây, Nam, Bắc. Thời tiết có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, 4 cây tiêu biểu cho 4 mùa, mai, lan, cúc, trúc. Thứ hai, về hiện tượng xã hội, trong ngành nghề, theo quan niệm xưa có tứ dân, sĩ, nông, công, thương. Trong nghệ thuật thì có cầm, kỳ, thi, họa. Về nghề lao động, ngư, tiểu, canh, mục. Trong tứ thi thì lại có đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử. Tứ bảo của trí thức thì có giấy, bút, mực, nghiên. Trong tứ đại đồng đường là cha, con, cháu, chít. Thứ ba, về con người. Người ta quan niệm về trách nhiệm của một công dân: tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ. Về đạo đức của con người, bốn là hiếu, lễ, trung, tín. Đối với phái nữ thì đó là công, dung, ngôn, hạnh. Tứ bất tử lại có thần, tiên, Phật, thánh. Tứ linh thì có long, ly, quy, phượng. Tứ đổ tường là tử, sắc, tài, khí. Số 5 tượng trưng cho ngũ hành. Số 5 có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết ngũ hành. Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trái đất có ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người quân tử có ngũ đức: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cuộc sống có ngũ phúc: phú, quý, thọ, khang, ninh. Ngũ đế: phục hy, thần nông, huỳnh đế, nhiêu, thuấn. Ngũ luân: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Ngũ phương: đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Số 5 còn là số vua thuộc hành thổ, màu vàng. Người xưa những ngày năm 14, 4 cộng 1 bằng 5, 23, 2 cộng 3 bằng 5 là những ngày vua thường ra ngoài nên việc buôn bán bị ảnh hưởng. Bây giờ không còn vua nữa nên mọi người đi đâu vào ngày này thường ít đông và dễ chịu. Không hiểu sao người lại kiêng cữ đi lại vào ngày này. Số 5 cũng là sự kết hợp với căn nhà bằng vàng, nắm giữ thịnh vượng và hạnh phúc của mỗi gia đình. Số 5 là con số tuyệt vời dùng trong bài trí phong thủy. Số 6 và 8, hai con số phát lộc, phát tài. Số 6 và 8, theo người Trung Hoa thì sẽ đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó. Vì thế, bên cạnh tục đoán mệnh của con người, số 8 là số phát, mệnh lớn, số 6 là số lộc, thì lối viết số 8 có hai nét đều từ trên xuống, giống kèn le ra, giống như cuộc đời mỗi con người càng ngày càng làm ăn phát đạt. Số 6 với một nét cong vào thân, như ý lộc sẽ luôn vào nhà. Ngoài ra, lục giác còn được đánh giá là khối vững chãi nhất. Còn ông thường làm tổ theo khối lục giác: lục căn, mắt, mũi, tai, lưỡi, da, tư tưởng, lục long, lục thân, cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em. Số 8 còn lại biểu tượng tám hướng, bát quái, bát âm, bát tiên, bát bảo. Số 6 là gấp đôi của số 3 và như thế là điềm lành, thuận lợi. 3 cộng 6 bằng 9 và cùng nhau tạo thành một nhóm 3 con số may mắn. Một sự bài trí dùng bất cứ đồ vật có 3, 6, 9 món đều tốt cho việc hòa giải những khu vực xấu hoặc những nơi hướng xấu. Số 8 là con số có nhiều sự quan hệ tôn giáo, là 8 điều bất tử trong Đạo Lão và Bát Chánh trong Phật giáo. Hình gương bát quái trước cửa nhà có thể ngăn chặn những ảnh hưởng xấu trước khi ma quỷ xâm nhập. Số 7, con số quyền năng và mạnh mẽ nhất trong tâm linh. Theo Đạo Phật, số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của hệ mặt trời. Những người theo Đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 âm lịch, tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu, sinh hóa cả vũ trụ, không gian là Đông, Tây, Nam, Bắc. Thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, trân châu, mã não. Thầy cổ cho rằng
có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất. Loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người. Số 7 là con số có sức mạnh kỳ diệu, những nguồn gốc truyền thuyết sâu sắc như 7 ngôi sao, thất tinh, 7 thanh gươm, thất kiếm được dùng trong nghi lễ đạo lão, tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ trong phong thủy. Một sự bài trí 7 món đồ vật được ban cho một sức mạnh kỳ bí và một cảm giác của sự bất khả xâm phạm. Số 9, biểu trưng của sự quyền uy và bền vững vĩnh cửu. Từ xưa, số 9 luôn được coi như là biểu tượng của sự quyền uy và sức mạnh. Ngài vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh, 9 cái đỉnh để minh họa cho quyền lực của mình. Trong dân gian, số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến mức dường như khó đạt. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú và gắn liền với truyền thuyết lịch sử. Đặc biệt hơn cả, số 9 được sùng bái, tôn thờ và gần như trở thành một triết thuyết cho các triều đại ở Trung Quốc và Việt Nam từ sự ảnh hưởng của kinh dịch là dựa trên thuật luận số. Số 9 được tượng trưng cho trời, ngày sinh của trời là ngày 9 tháng Giêng. Số 9 được ghép cho ngôi vị hoàng đế, tất cả các đồ dùng trong cung đình cùng dùng số 9 để đặt tên như cửu long bôi, 9 cốc rồng, cửu đào hồ, ấm 9 quả đào, cửu long trụ, cột 9 rồng, hay cách nói biểu thị số nhiều như cửu thiên, cửu châu, cửu đỉnh, con số của hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Đó là con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu, đẹp đẽ. Có rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh cho sự viên mãn, tròn đầy. Quý vị thân mến, trên đây là ý nghĩa đặc biệt của các con số trong phong thủy và những quan điểm tâm linh gắn liền với chúng. Nhưng nếu theo dõi kỹ hơn một chút, các bạn sẽ nhận ra sự thiếu vắng của một con số đặc biệt, đó chính là số 0. Vậy số 0 có ý nghĩa đặc biệt như thế nào? Hãy cùng theo dõi trong nội dung tiếp theo để cùng khám phá. Số 0, con số chi phối vạn vật trong vũ trụ. Xét về mặt hình tượng, số 0 là một khoảng trống vô tận, bao la, giống như biển rộng, trời cao, là không gian vô cực trên thực tế. Thì bất cứ một vật nào muốn phát triển thịnh vượng đều cần phải có không gian nhất định. Ví dụ như xây nhà cần có khoảng đất, con người hay động vật muốn sinh sống và hít thở cần có khoảng không, cây trồng cần phải có không gian để phát triển. Số 0 ở đây chính là nền tảng để vạn vật phát triển. Xét ý nghĩa của số 0 về mặt âm dương thì thuộc âm, sức mạnh của năng lượng âm là ổn định, tích tụ giúp cho chủ nhân thu hút được nhiều giá trị về tài lộc, danh vọng từ mọi nguồn khác nhau, quy tụ được nhân tài, tiềm lực thì đồng nghĩa với việc tạo nên những nền tảng căn bản để phát triển mạnh mẽ về sau. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.